Hello, xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Quốc Cường Hàng Bãi. Hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 14 tháng 7, em có lên ít máy cho anh em tham khảo nữa nha. Bên đây máy cũng đẹp đẹp không anh? Máy bên em bán là tất cả là máy Nhật Bãi nha, điện 100V. Giá em đưa ra là bao ship tất cả các tỉnh cho anh em luôn nha. Anh em nào thấy cây máy nào ok thì em có để mã để giá tiền trên từng cây luôn á. Thấy cây nào ok thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để trên màn hình nha. Một lát em sẽ test từng con, báo giá từ con cho anh em ra. Em thấy máy nào ok thì liên hệ trực tiếp với em. Em có để số điện thoại trên màn hình đó. Cảm ơn anh em đã, trong thời gian qua đã ủng hộ mua hàng bên kênh em. Anh em xem video thấy ok thì cho em xin một lượt like với một lượt đăng ký nha, để kênh phát triển hơn và em có thể lấy nhiều hàng hơn để phục vụ anh em nha. Rồi em sẽ bắt đầu vô từng con máy, test từng con máy, báo giá từng con máy cho anh em luôn nha. Rồi vô con máy đầu tiên là con máy mài, máy mài của Hitachi nha. Con này máy mài của Hitachi G10B2, điện 100V 670W 12.000 vòng trên phút nha. 12.000 vòng trên phút, sản xuất vào tháng 5 2012 nha. Thằng này cốt 10 nha, có tán lưỡi bao giờ lưỡi luôn. Cái này có thắng luôn nha anh. Và hình còn rất mới nha. Còn nhạy lắm nha. Đây dây điện đây. To bự. 170 nha. 320k bao ship. Tiếp theo 171 là một con máy mài của Hitachi vỏ nhựa nữa nha. Này Hitachi G10SB4. Điện 100V 720W. 12.000 vòng trên phút. Này sản xuất vào tháng 6 2016 nha. Này cũng có 100 luôn, có tăng lưỡi bao giờ lưỡi đầy đủ. Vỏ nhựa, màn hình còn đẹp. Rồi dây điện đây nha, dây điện không có bị gì hết luôn. Rồi 171 270k bao ship. Rồi tiếp theo 172 là một con máy mài của Hitachi nó nha, Hitachi vỏ nhôm. Con này Hikuki á, Hikoki G10SH5 nha. Điện 100V 720W, 12.000 vòng trên phút. Này sản xuất vào tháng 11 2021 luôn nha. Này cốt 10 luôn nha, có tán lưỡi có bao giờ lưỡi luôn, lát em gắn tán lưỡi vô cho anh em ha. Rồi 172 270k bao ship luôn. Đây dây điện đây nha. Tiếp tục 173 nha. 173 là cây máy mài của Hitachi. Này G10SH4. Điện 100V 720W 12.000 vòng trên phút nha. Này sản xuất vào tháng 3 2012. Này cũng có 100 luôn, này có tán lưỡi không có bao giờ lưỡi nha.
đây nó nghe nè, dây đèn nó hơi xước nhẹ, hơi xước vỏ một xíu à. 173 240k bao ship. Rồi tiếp theo là một cái máy mài của Hitachi nữa nha. G10SH5 điện 100V 720W 12.000 dòng trên phút. Này sản xuất vào tháng 7 2013 nha. Này cũng có 100 luôn, có tăng lưỡi, có bao giờ lưỡi đầy đủ luôn. Rồi cái điện này nghe nè. 175 260k bao ship. Tiếp theo là 176 là một con khoan của Hitachi nha. Này khoan của Hitachi 310W điện 100V đầu kẹp 6.5 nha. Này có đảo chiều, có đều tóc cò luôn nha. Đảo chiều nha. Rồi dây điện đây nghe nè. Này có điều tốc đảo chiều luôn. 176 200k bao ship. Tiếp theo 177 là một cái khoan của Makita nha. Này khoan Makita đầu kẹp 10 ly nha. Có búa luôn. Đây có búa luôn nha. Này có đảo chiều luôn. Thằng này cũng khoảng 300 mấy watt đó anh. Này nó bị mờ cái tem rồi. Đảo chiều. Ông bố. Ông bố nghe nè. Rồi 177 220k bao ship nha.
178 là một con fan của Makita nữa nha. Giống cây trước luôn nha. Đầu 10 ly, có búa. Cũng khoảng 300 mấy chục watt, thằng này cũng mắc tem luôn à. Thằng này cũng tem nó cũng mờ luôn rồi. Này tem mờ nó hết rồi. Cũng như cây kia luôn, có đảo chiều luôn. Đảo chiều nha. Rồi 178 220k bao ship. Này có đầu mở luôn nha. Rồi dây điện đây. 178 220k bao ship. Tiếp theo 179 là một cây khoan của Hitachi nha. Đầu kẹp 10 ly, còn mới lắm nha. Con này 305W, đầu kẹp 10 ly. Này có đều tóc cò, có đảo chiều luôn nha. Đảo chiều nha. Rồi dây điện đây nha. Rồi 179 220k bao ship. Một 80 là một cây bắn dít của Makita nha. Con này bắn dít Makita 6950. Con này điện 100V 300W nha. Đảo chiều luôn nha. Rồi dây điện đây. 180 260k bao ship. Rồi 181 lồng cây cưa lộng của Hitachi nha. Đây ngoại hình còn đẹp lắm. Này điện 100V 380W. Đây kẹp lưỡi đâu còn đầy đủ nha. Còn cái lưỡi gãy luôn nha nè. Đây ngoại hình. Này có đều tóc cò. Rồi dây điện đây nha. 181 280k bao ship. Rồi 182 là một cây trà nhám vuông bản lớn nha. Này nhám vuông bản lớn của Hitachi. Này điện 100V 350W nha. Đây bản lớn, nhám vuông bản lớn nha. Hitachi có cầm trước luôn. Đây tem cũng còn đẹp luôn, tem dưới cũng còn đẹp luôn.
Rồi dây điện đi nha nè. 182 290g bao ship. Tiếp theo 183 là một cây bào của Hitachi nữa. Này bào Hitachi B20 xà lưỡi 82, điện 100V 460W. Này 15.000 vòng trên phút. Đây lưỡi nè. Lưỡi không mã nha. Lưỡi còn đẹp không mã. Đây ngoại hình. Ngoại hình còn đẹp nha. Rồi đầy đủ hết luôn nha. Dây điện đây. Rồi 183 350k bao ship. Rồi tiếp theo là 184 là cây bào của Hitachi nữa nha. 184 cũng là một cây bào của Hitachi. B20 xà lưỡi 82, điện 100V 460W. Này cũng 15.000 vòng trên phút luôn. Chống hạch cây trước luôn nha. Đầy đủ luôn. Đồ đầy, đồ đạc đầy đủ nha. Lưỡi luôn. Nè anh em. Lưỡi không có mẻ luôn nha. Lưỡi còn sáng không mẻ luôn. Rồi dây điện đây nha. 184 350k bao ship. Đây còn mới hơn cây trước luôn nha. Rồi 185 là một cây bào của Makita nha. Bào lưỡi lớn 135 nha. Này bào lưỡi 135. Điện 100V. Này swatch nó bị mờ rồi nó. Đây. Lưỡi còn đẹp không mẻ luôn nha. Lưỡi còn ok không mẻ luôn nha. Đây. Bây giờ ngoại hình đầy đủ luôn nha. Xài lưỡi 135. Lên xuống nhẹ nhàng luôn. Rồi test máy luôn nha. Rồi dây điện đây nghe nè. Rồi 185 480k bao ship. 186 là một cây cưa xích nha. Cưa xích của Sadawa. Thằng này điện 100V 1150W nha. Làm 3 tắc. Này điện 100V 1150W. Này sẽ làm 3 tắc nha.
dài một khúc luôn. 186 370k bao ship nha. Đây như máy mới luôn nè. Rồi cây cuối cùng là một cây khoan bê tông 3 chức năng nha. Cây này em đã quấn lên điện 220V rồi nha. Có thể ghim điện trực tiếp xài luôn nha. Này 620W, 3 chức năng, khoan thường, khoan búa và độc nha. Ngoại hình đây nha, ngoại hình cũng còn đẹp lắm nha. Này chuẩn bốt đứt luôn nha. Có tay cầm đầy đủ nha. Rồi dây đèn đi nghe nè. Rồi 187 hôm nay giảm giá cho anh em 870k bao ship luôn. Rồi 187 là một cây cuối cùng của clip hôm nay nha nè. Anh em nào thấy ok cây nào thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để trong màn hình nha. Anh em xem thấy ok thì cho em xin một lượt like, lượt chia sẻ và lượt đăng ký để em ra nhiều clip hơn nha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye, chào anh em, hẹn anh em ở clip tiếp theo nha.